Đó có giờ thì chưa từng có làm hồ hả? chưa Đi giữ có dịch không phụ à? phụ trong hồ với Vậy nàng kia được. à, chỉ biết yêu dịch thôi Dạ ha chứ chưa đụng tới hồ thì đam mê nuôi dịch với nuôi gà á. Dạ thì cô chú anh chị, hôm nay em đến để trò chuyện và cùng cũng như cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị và quý mạnh thường quân được xem ha. Thì giờ em sẽ cái này là ngôi nhà của mẹ anh Nhân á, cô chú anh chị, thì hỏi thăm sức khỏe của mẹ anh. Và hôm nay á, anh con chào cô nha. Dạ cô ơi, hôm nay cô nấu cái món gì để cho chú ba thợ ăn vậy ha cô? nấu canh chua với cá kho, Dạ canh chua mua cá một kho. con cá cha. Dạ mình đi ra chợ xa không cô? Ở đây Đi cỡ 2 cây số á. 2 cây số ra tới chợ Đài Văn hả cô? Ừ, Giờ đi sang từ đây ra tới ngoài có 3 cây. vô tới chợ thì cỡ 3 cây, mà mình đi tới đập á Dạ thì 2 cây. Mấy đứa nó đi mua, khen nó đi mua. dạ cô nấu giùm cho anh Nhân để cho Nấu mấy dùng dạ cái ngôi nhà này á là cô cắt từ bao lâu rồi? khoảng chừng 30 năm rồi á. À. Nhà người ta cho Nhà hồi tình đó, thương á hả con? nhà tình thương á, hồi mấy đứa nó còn nhỏ nhỏ ở vậy. Dạ thì sức khỏe cô hiện tại giờ sao rồi cô ha? Mệt á, làm chút là mệt đây, gan á Dạ bị thuốc uống mỗi ngày vậy đó, đi hàng tháng đó. Mỗi dạ tháng là mua 500 ngàn á. dạ Hồi đó ban đầu người ta cho không à, không có tốn tiền, mình dạ tốn tiền xe dạ thôi. Bây giờ người ta cho mình mua, người ta nói không có trong sổ bảo hiểm. dạ Mua rồi xe thì con nó đưa đi, mà khi nó mắc bệnh cái gì thì mình đi xe ôm là 80 ngàn đi về luôn. À, giờ cũng phải nhờ 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 đến cô để mà thức sớm để mà chăm cà Nấu phê chăm nấu cà phê cơm ha. 4 giờ tôi thấy cái tôi ngủ không có được, đêm nay uống thuốc lọc viên ngủ không có được, sáng đêm chửi mấy đứa nó, mình chửi sao chửi nó ngủ khò khò. Anh Nhân là tối có đi xe không cô ha? Sửa sẵn đây rồi, mưa lâm râm á đi không được, phải đi được khỏi phải tốn đồ ăn trước Dạ rồi đúng rồi. có Dạ mua cũng bộn tiền á, đâu dạ phải ít. Con cá đó 1 ký mấy 2 ký rồi rau rác cũng không có tiền. dạ thì cô chú anh chị thì đây là cái ngôi nhà của mẹ anh Nhân á, thì đáng lẽ ra thì Mẹ mẹ băng chành hết trơn rồi kìa, đằng sau nữa. dạ đáng lẽ ra thì mẹ anh Nhân á phải ở bên cha dượng, nhưng mà hay tin được anh sẽ cắt nhà đó cô chú anh chị, được ngôi nhà mơ ước á, nên cô về đây để hỗ trợ cho anh Nhân để mà nấu cơm nấu nước cho chú ba và cả thợ chú ba để mà dùng cơm buổi trưa cô chú anh chị. Đó, thì phải nhờ đến mẹ anh Nhân ha, thì cô đây cũng chứ anh Nhân không có ai để nấu giùm đó, cô chú anh chị. Anh Nhân thì chắc cũng chưa chắc gì nấu được đó Chưa đó, nó nấu ăn thì được. hả Ngày qua tao cho nó nấu cơm sống đó. cô? Nấu cơm sống hả cô? Ăn cơm sống luôn á. Nấu lò củi hay là điện? Nấu bếp ga mà điện đó mà nó nấu sao cơm còn sống nhanh Nấu lò điện cũng sống nữa hả? lắm. Chắc không có ai chỉ anh Nhân hay sao á. Nấu việc cha con nó nấu sao ăn vậy thôi. Lò củi thì anh biết nấu hả? Tuổi thì biết nấu. Lò điện chưa sử dụng tới ha. Nấu sao ăn vậy, nó không có biết kho cá đâu, kho liền hấp xả vậy thôi. Vậy anh chưa có học nấu đồ ăn hả cô? Nấu canh thì nấu ăn bậy bạ vậy, cha con nó ăn vậy mình ăn đâu có được đâu. Thì bây giờ cũng nhờ vả đến cô, chắc cũng tầm khoảng nửa tháng đến 1 tháng mới gọi nhà cô ha. Hỏi chú ba hồi sáng cho nó không có mưa thì cỡ nửa tháng 20 ngày gì đó. Cảm ơn cô rất nhiều nha, đã hỗ trợ anh Nhân và nấu nướng cho chú ba đó. Thì cô cũng Nấu phải có canh, dạ đúng rồi chưa nuôi không vô đâu, dạ không đúng rồi ăn phải có canh. dạ thì cô chú anh chị cũng cô sức khỏe cũng hơi yếu, nhưng mà phải tiếp anh Nhân để mà nấu nướng cho chú ba và cả thợ chú ba để mà dùng cơm buổi trưa ha cô chú anh chị ha. Dạ cũng cảm ơn cô ha. Chị đi ha, chị ơi cho em hỏi ha. Chị thấy hiện tại bây giờ anh Nhân á được cắt ngôi nhà mơ ước gì á trong xóm mình như thế nào chị ha? Thấy nó vậy cũng mừng cho nó. Ảnh có Tại chịu tại nó 2 đứa con không có vợ.
Rồi cuộc sống ảnh hồi xưa đó như thế nào chị ha? Hồi xưa nó khổ dữ lắm. Dạ. Vợ nó đi bỏ. Dạ. Hồi dịch đó vợ đi bỏ nuôi hai đứa con đó. Dạ. Ảnh cũng chịu khó mà ăn hả chị ha? Thì nên bây giờ Hữu Duyên cũng được các mạnh thường quân, quý mạnh thường quân á để giúp cho được cái ngôi nhà mơ ước. Thấy cũng mừng cho nó. Dạ. Thì em cảm ơn chị ha. Ồ, chào anh nha. À, em của anh Nhân này, cô chú anh chị mà sáng giờ thấy đẩy cát quá trời ha. Dạ. Thấy anh mình được cái ngôi nhà mơ ước vậy đó. Dạ, cũng mừng cho ảnh. À, mừng. Dạ, tại cũng em cũng có sức tiếp thôi chứ tiền thì em cũng không có. Tiếp sức là quý. Dạ. Lắm rồi. Thấy vậy trong sông cái đường xã ấp này đó cô chú anh chị thì không có việc gì làm để mà ra tiền nổi mà để mà dư giả cô chú anh chị. Đó thì cái nghề mình cũng theo cái nghề của người anh mình luôn. Dạ, em cũng đi theo nghề của anh. À, xịt cá luôn á. Dạ. Xịt cá bán qua ngày, ngày đêm như mình được nhiêu tiền ha? Đêm cũng được, cũng như trăm mấy, 200. À. Đi sáng đêm thì được có 200 ngàn. À, mà quên nữa cho khán giả biết được anh tên gì ha? Dạ, em tên Thôn. À, như năm nay bao nhiêu năm tuổi? Năm nay em 26. À, có bà xã chưa? Dạ, có. Mấy có đứa cháu rồi. Đứa cháu hả? Dạ. À, bà xã làm nghề gì? Giờ em đi làm công ty may. À. Sống cũng đủ sống qua ngày anh ha. Sống. À. Rồi cái người ở sau phụ anh Nhân là em họ. Em họ. Dạ. Cũng qua phụ luôn ha. Dạ. Mừng cho anh Nhân ha. À, qua giúp luôn ha. Qua Nhân cũng nói chung thì cô chú anh chị anh Nhân sống rất có tình có nghĩa lối là cái lối xóm của anh mà thì đến mà cái khởi công nhà đó thì lối xóm qua nhìn thấy cười rất tươi đến chúc phúc cho anh đó, được cái ngôi nhà mơ ước của chú anh chị. Đó thì hai đây là em ruột còn đó là em ở lối xóm qua để mà phụ anh Nhân đó ngồi nhà ha. À, cảm ơn hai anh nha. Dạ, hôm nay của chú anh chị em đến ghi hình để cập nhật chú ba làm ha của chú anh chị ha. Đó. Anh Nhân thì rất là siêng năng phụ hết tất cả mọi việc đến, với chú ba của chú anh chị. Hiện tại là bữa nay hôm qua chú ba đổ móng cột gõ trơn rồi, bữa nay đổ đà kiền với đổ cột đó, chú anh chị. Ôi chú ba đang bô đà kiện hả chú ba? Đà kiện. Đà dưới rồi đà kiện. À đà. Đà móng. Đà móng ha. Đà móng. Nha. À. Hôm qua có mưa không chú ba? Qua mưa nữa đó. Mưa giấc chiều nữa hả? Ờ, mưa giấc chiều mưa rồi còn hai cột đó đào mưa nó đào nó chặt cái cây nữa ngay gốc cây rồi chặt chết. À. Làm tới gần 5 giờ mới xong vậy. Vậy đó. Tại sẵn mình bữa nay mình xuống đà móng thì phải mình làm cho rồi cho nó gần đó. À chú ba giờ mình con với chú ba ra đây mà nói cho cái ngôi nhà nó thật là đẹp thử coi cho mình miêu tả cho nó đẹp cho khán giả và cũng biết cô Mạnh Thường Quân được giống như là tư tưởng ra được cái ngôi nhà của chú ba ha. À, thì lúc đầu á, Hùng Cao với chú ba cũng tính toán là xây nhà thô chỉ có đổ 6 cây cột thôi. Đó thì Hùng Cao với chú ba cũng đã xem xét lại và cũng đã có tính toán với nhau là đổ luôn 2 cây cột hàng 3 hả chú ba? Dạ đây hàng 3 2 mét. À. Hàng 3 làm 2 mét cho nó rộng dễ muốn để bàn ghế gì nó 2 mét. Dạ rưỡi nó quá tục. Dạ. Làm thì mình cứ thấy không được thì mình cứ thêm ra chứ mình không có mà nói là phát sinh bất kỳ đâu. Dạ. Thì bây giờ mình thấy hàng 3 mét rưỡi ra là 6 giờ thêm cái hàng cột này thì làm cho coi được luôn. Dạ thì, đúng rồi. Cái gì mình trong nghề mình phải kết cấu lại chứ người ta coi người ta ấy lắm. Bây giờ mình chơi trước tính sau luôn hả chú ba? Mình chơi làm trước tính sau đi. Chơi trước tính sau luôn, bây giờ lỡ rồi. Lỡ leo lưng cọp hả chú ba? Thì thầy mình làm thì mình có tâm thôi, mình đâu có làm mà
làm để coi không được rồi cái người ta chê người ta cười mất công lắm. Cái này nếu mà đủ tiền á thì mình đổ u quăng luôn đúng không, còn không đủ tiền thì mình đóng tôn hết chứ ba. Nếu mà đủ tiền thì đổ quăng này luôn, là u quăng là nó đẹp hơn quăng, mà nhà mà đổ quăng như nhà đen gì đó, nhà em đen á. Dạ. Ở ý là chú ba làm đó. Dạ. Chỉ thoại đó là nếu mà đổ quăng dán gạch luôn toàn bộ với mặt tiền này luôn, dán cái cột luôn. Dạ. Là đẹp luôn nghe. Dạ. Trong nhà dán gạch luôn, cái đó là phát sinh sau này thôi. Dạ, thì cái đó bây giờ tính sau ha chú ba ha. Thì giờ mình chỉ tính cái phần thô nè. Ví dụ như giờ mình đổ cái cột á, nếu mà không đủ tiền á thì mình chơi tôn ha. Còn nếu mà có quý mình đương quân mà trợ giúp á, mình đổ quăng thì nó đẹp hơn đúng không? Thì cái phần mặt tiền á, con muốn thiết kế với chú ba được không? À, cái phần mặt tiền á, nếu mà sau này mà mình lên mặt tiền rồi á, chú ba cho con xin chạy viền cộng chỉ ở trên. Với bây giờ á, chú ba cho con xin ba cái đồng tiền được không? Đúng. Đó, bây giờ chú ba nè, bây giờ chú ba là ví dụ như bây giờ làm việc với con mà hợp không? Bây giờ mình đi tới đâu nhà mình tới đâu nhà xây nhà tới đâu phải không, mình tặng ba cái đồng tiền nó thì đẹp nha. Hồi đó cũng có làm ở clip của bằng bảnh làm với thầu Hải là ở Du Gia đó, nhà Thi là gà trống luôn con ba đứa con á. Yeah. Là cũng chú ba cầm làm ở đó cho thầu Hải. Yeah. Thì cũng đắp ba cái đồng tiền đó, là ba cái đồng tiền luôn. Dạ đúng rồi, dính nhau luôn rất. Yeah. Là cũng coi cũng thẩm mỹ. Dạ. Tại mà ở dưới đồng dưới quê vậy. Dạ. Không có thấy xưa đâu. Dạ, đúng ở ngoài như là ngoài chợ thì nhà nhiều quá thấy không giống ai đâu. Dạ đúng. Cái đâu mình làm theo đó thôi. Cái ba đồng tiền đó là mình đem lại sự may mắn đến cho gia đình để mà làm ăn được suôn sẻ chứ ba ha. Đúng rồi. Đó thì mình chạy theo con dĩ trên đó, đừng cho mưa nó thấm để mà nó đóng gồng ha. Đó thì con chỉ muốn thiết kế chú ba như vậy, mong chú ba hãy đồng ý cái sự kiến. Rồi, ok. Bây giờ cái mặt tiền mình đây hả chú ba hả? Cửa bên đây. Cửa 1m2 mình nằm đây, cửa sổ đây. Đây. Cửa sổ đó ha. Đây là đường đi vô phòng. Dạ. Đi, bếp. Dạ vậy là cái phòng mình nằm bên tay phải. Đúng rồi. Cái cửa này mình đi vô là đụng cái phòng, vách phòng. Cái phòng. Mới đi đường này chứ cửa cái với đường lối đi không có cho thẳng nhau đâu. Dạ, cái phòng này mình để thêm cái cửa sổ. Cái cửa sổ. Cái bếp mình nằm đâu chứ ba? Bếp nằm chỗ cái thợ đó ngồi đó là bếp chỗ anh L luôn, để có bồn rửa chén con cái luôn. À chú ba đổi L luôn tặng cái đổi L mới để cái bồn được, nếu mà ngang không là để không được, tại cái nhà mình xây phòng nó dướng cái vách phòng này đây rồi. Dạ. Rồi toilet không phải là làm ngoài nhà, toilet cũng là làm trong nhà. Dạ đúng đúng. Mình không có đi ra ngoài đó đâu. Cửa nghe đây nè, đây toilet đây. Dạ luôn. Đúng chú ba. Chứ trong nhà mình đã cục rồi. Dạ. Không có diện tích nhà sau. Dạ. Từ làm diện tích nhà sau nó từ 12m tới 12m rưỡi mới có một cái nhà sau được. Dạ. Mới có toilet trong đó với bếp trong đó được. Nếu mà chú ba đặt cái bếp anh L vậy rồi chú ba sẽ mở cửa sổ ngay đó hả? Mở cửa sổ đó một cái. Mở cửa sổ bên đó luôn ha. Đúng rồi. Còn bên đây? Bên đây thì phòng ngủ bên đây rồi. Phòng ngủ dính với nhà sau. Phòng ngủ dính với vách sau luôn hả chú ba? Dạ. Đường đi lối đường đi là để 1m2. Dạ. Tại nhà mình 4m. Dạ. Cái phòng ngủ khỏi cần làm lớn quá đâu, phòng ngủ ta 2m8, 2m7 là vừa rồi. Dạ. Thì khỏi làm bự quá, chị mình vô đó mình ngủ để cái tủ quần áo cái là xong rồi. Yeah. Rồi đường đi thì cho nó rộng chút để. Yeah, đúng sao rồi. Vô đem nấu ăn đây rồi giữa đây là đổ anh lợn đây nè. Cái lối đi với ba cho bao nhiêu lợn bếp là đi vô đây là thấy bếp rồi, thấy không, đi đường đi cửa kia là không thấy đâu. Yeah, đúng. Cửa cái không thấy rồi xong mình ví dụ mà mình ra từ cái phòng cửa ra thì mình ở đây có một cái đường đi vô toilet bên đây, toilet ngoài nhà nó không có đối diện với bếp. Dạ. Yeah. Bây giờ nhà nhỏ thì phải thiết kế vậy thôi chứ. Dạ. Không có cách nào mà thiết kế mà vô trong này được, tại. Dạ. Mình nếu mà thiết kế trong này á thầy không có xài được phòng khách đâu, thì sau này á thì nguyên cái sau khúc sau này 3m này á thì chỉ có làm được cái bếp với nhà vệ sinh thôi, là. Dạ. Cái phòng khách thì phải ngủ phòng khách lại, bây giờ mình làm không được phải thiết kế lại thì toilet mới nằm ở sát đây thôi chứ không có đi ra ngoài vòng đâu, đi trong nhà. Đi là mình vừa đi vô là đụng cái cửa phòng hả chứ. À, đúng rồi. Chứ cái cửa phòng nằm tuốt mị không được. Không, cửa ai không, cửa phòng đâu nằm sau đó, nó bếp rồi. Vậy là mình đi vô là đụng cửa phòng. Ừ. Vậy là cái lối xong thì đem ra ngoài này nè, cha con dùng đi phòng khách này cũng được chứ dùng đâu. Cơm ha. Dùng cơm á, phòng khách này được, làm. Dạ. Ba cũng được đi. Dạ. Thì đem đâu dùng cũng được. Dạ. Cái lối đi chú ba tính chừa bao nhiêu? 1m2. 1m2 là quá rộng luôn ha. 1m2 mới được, 1m nhỏ quá. Tại nhà mình tới 4m lận. Thì 1m2 được rồi. Dạ. Mét nhầm cái mét thấy hơi chật chật quá, thấy. Dạ. Kỳ quá. Nó hơi nhỏ ha. Ừ. Mét 2 nó hơi rộng. Mình chữa cái một cái cửa. Dạ. Không đường lui sau này đâu có đặt cửa đường không á. Dạ. Cũng có một cái cửa này phải xây hai cái gối mới coi được. Dạ. Nếu đâu không có gối. Vậy là chú ba phải đặt hai khung gió hả chú ba?
Đây là một cái con chó thì đặt bên bên ú bạc bên toilet với kiếm. Ở mặt tiền. Ở mặt tiền thì đặt 4 cái. Mặt tiền đặt cái khung gió. À, rồi da dách buồn có đặt không chứ bạn? Đặt luôn. Đặt luôn ha. Dách buồn hay đặt. Được. Dạ tại chỗ tấm lam bàn thờ nữa. Đúng rồi, đúng. Thầy, phải có tấm lam bàn thờ. Chú ba từng làm nhiều nhà cho phải là chú ba cầm lính không mà chú ba sắp xếp việc làm thì với sắp xếp coi kết cấu coi sao coi được thôi. Dạ, nếu mà có gì thay đổi con sẽ báo chú ba. Rồi. Còn như thế đó thì quá là ok. Thì nếu mà con đăng tải video lên thì nếu mà có quý Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận như thế nào đó, nếu mà đúng ý thì mình sẽ thay đổi, còn không đúng ý thì mình làm tiếp vậy thôi ha. Dạ. Đó. Thì bây giờ cũng là thì cầm là mình chia sẻ cho khán giả với cho Mạnh Thường Quân khán giả đồ xem. Dạ. Để coi nhà làm bằng cách nào. Dạ. Kế sao. Dạ. Thay đổi gì không thì cái đó chuyện đó là chưa biết được. Dạ. Không có thay đổi gì thì báo với Hùng, Hùng mới báo lại chú ba được. Dạ, dạ. Nhưng là mặt tiền thì cũng vậy, hồi đó hợp đồng ấy cháu Hùng thì chỉ có là làm chữ A thôi. Dạ. Nhưng mà thấy cũng ngại kỳ, có một chị thì điện nói có đổ cọc luôn, đổ quăng luôn. Mà dạ. Chú có biết cái tình hình đó, tại mình chờ cái cấu gì sẵn thôi. Dạ, dạ, dạ. Nếu dạ. mà chị không hỗ trợ thì không được tiếp được hỗ trợ được ha. Ba cha con này tôi cũng nộp một cái máy công gì vô là như nhà mỗi lần như nhà hư anh dạ, 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 không dạ. có quăng nha. Dạ. Nhà có bo rồi đó không có quăng. Dạ. Còn nhà đen thì nhà tư nhân thì ta đổ quăng. Dạ. Tôi thì tính là đổ cũng đổ quăng vậy thôi. Dạ. Cho nó coi dòm đường lại thì nó thấy thẩm mỹ hơn. Dạ. Nhưng mà tiền thì chưa có thì ba không dám được, ba cứ cấu sẵn để chờ vậy thôi. Con biết vẫn là chưa có tiền luôn. Nhưng mà con với chú ba tính là chơi sẵn đổ mình đổ luôn. À, đó mình khỏi đào khỏi gì nữa. Dạ đúng. Chơi cho rồi luôn đó. Đã mình khỏi, rồi. Mình đã mình động thổ rồi, mình lỡ đào rồi mình phải đào cho luôn. Ừ đào luôn. Đó đào chứ luôn. Bây giờ để về sau mà phát sinh nữa thì rồi, mệt nữa. Nó không lẽ bây giờ sắc. Không, không lẽ bây giờ mình khởi công mình đào rồi, không lẽ bây giờ xây đào. Nhà mình đào nữa. Đúng kỳ rồi. Lắm ha. Đúng rồi. Giờ con với chú ba lỡ rồi làm luôn. Bây giờ đó. Phải mình làm mình phải hiểu việc thôi chứ dạ. không phải là hiểu gì mình biết việc trước sau cũng phải làm. Dạ dạ. Chứ không phải là không làm. Dạ. Tại lâu lâu cất nhà một lần thì cũng cha con mừng, mà thêm một cái nữa là được đẹp đẽ chút cũng ta mừng dữ lắm. Dạ đúng chứ bà. Dữ lắm. Dạ. Ai cũng nghĩ hết trơn á. Dạ. Rồi. Làm không có gì chỉ làm nhà che nắng che mưa mà làm không giống ai thì ta cười chết luôn. Dạ rồi. Đúng không? Dạ thì chú ba thì cũng có tin mừng con, thì hôm qua giờ cũng nhiều cái tin mừng đến với con. Thì con nghe điện thoại của quý Mạnh Thường Quân là con mừng lắm. Thì hễ con nghe mấy quý Mạnh Thường Quân điện con mừng lắm. Tại vì được hỗ trợ để mà giống như là đủ số tiền để mà con muốn nhận số tiền để cho mà đủ, để cho được hoàn chỉnh ngôi nhà cho anh Nhân là con rất mừng. Mừng. Đó, con bây giờ hôm nay con sẽ báo cho chú ba cái tin mừng đó nữa. Đó thì cũng được cũng như là chắc tầm khoảng mười mấy triệu nữa đó chú ba. Con nhận thêm được mười mấy triệu nữa đó. Dạ. Vậy là cũng được hoàn thiện rồi, gần được hoàn thiện rồi. Dạ. Gần được hoàn thiện ngôi nhà. Dạ thì nếu mà đủ số tiền á là con sẽ báo, nếu mà đủ 90 triệu con sẽ báo chú ba. Chú ba ơi, đủ 90 triệu thẳng tiến ngôi nhà hoàn chỉnh nha. Rồi, đó. Okay. Sau đó mới dám đi đặt cửa. Dạ đúng rồi. Mới dám đặt cửa và chưa dám đặt cửa. Dạ. Xây đi rồi chứ đó, còn vài clip về ấy mình Quân giúp đỡ được mới chú ba mới đi đặt cửa người ta. Dạ dạ. Cửa đâu phải mua có liền đâu, phải người ta làm cho mình. Dạ. Đất của mình, số phong thủy của mình. Dạ. Làm thì đâu phải đưa cửa chợ lại mà gấp bài đại không có đâu. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Mình còn làm ăn lâu dài. Dạ. Mình không có tham lam cái vụ mà làm gì đâu, không có đâu, chỉ muốn làm tốt cho người ta thôi. Dạ, dạ. Làm tốt để gia đình còn làm ăn phát tài cũng nhớ mới tới mình. Dạ đúng, dạ đúng. Đó, chuyện làm nhà nhiều người làm đặt đại đâu, không có đâu. Dạ. Ba phải cũng nghề lâu rồi chú ba hiểu mà. Đâu đó gõ gàng chú ba ha. Dạ. 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 Dạ đó là tới hàng ba cũng vậy, mét rưỡi thấy nhỏ cũng ra hơn 2 mét cho rộng rãi luôn. Dạ. Ba làm phải chịu làm chứ không phải là chịu vậy đó. Chịu nếu làm. Mà nếu mà con nói chú ba nè, nếu mà có dư sắc á chú ba. Nếu mà mình có dư sắc nửa về sau á ha, nửa về nữa cũng gần hoàn thành á, mà có dư sắc á, chú ba ví dụ như là không có làm gì thêm nữa thì chú ba cho con xin một cái lan can. Xây lan can này hả? Xây ờ xây. Không, nếu đổ chứ xây gì. Nếu mà làm ấy là bên kia xây lan can mà bên đây phải xây một cái vách lên. Xây một vách lên luôn để che mưa bên kia lại. Dạ đúng, dạ đúng. Xây một vách này lên luôn rồi dạ, làm cái một cái như là cửa sổ giả mà đắp chỉ thôi. Chỉ như là
chỉ tròn gì xong rồi vuông như cửa sổ vậy á. À, dạ, vậy là nếu mà thiết kế cái vách đó là phải phát sinh nữa chứ ba ha. Phát sinh tức là phát sinh chị làm nhà từ thiện là không có làm ba cái chuyện này, chỉ có là đổ cọc xong rồi nộp máy là cho này là rồi. Dạ chú ba biết sao không? Con muốn xin lan can, chú ba biết ý con sao không? Con muốn để cho hai đứa nhỏ nó đứng chơi giống như ví dụ như buồn nó ngồi trên đó, hai anh em nó chờ ba nó về cũng ngon á chú ba ha, cũng thấy hoàn cảnh đó thấy thương. Dạ đúng rồi. Dán gạch trên đó, dạ. Hai tấc. Dạ con cũng muốn cho hai đứa nhỏ nó lên nó ngồi chơi, hoặc là hai anh em nó ngồi trò chuyện gì đó, không cần biết, để chờ cha nó đi làm về hay là sao đó, cũng tình nghĩa tình cũng như là cái tình quá trời tình thương quá lớn á. Không mà được như vậy, làm như vậy thì quá mừng, mà quá là mình người làm cũng có nụ cười nữa. Dạ. Mình làm trời ơi làm nhà này làm thiết kế ra sao với dạ. Người ta dòm mới cũng được. Dạ đúng mình rồi. Thấy cũng mừng. Không bây giờ cái phần cái lan can là chú ba cho con xin nha. Đó, còn cái vách đó thì mình phát sinh phải không? Rồi. Thì cái vách đó thì con không có xin nha. Cái vách đó thì tính sau đi, còn cái lan can thì chú ba cho con xin cái lan can. Đó. Rồi, để cho bây giờ mình làm bằng thô đi, nếu mà có mảnh vụ giúp đỡ dán gạch úp gạch giá úp gạch tường á thì mình cứ làm tiếp. Dạ, dạ. Mình làm bằng thô đi, mình xây dạ. Mình tô đi, sơn nước đồ lót gạch thì thôi. Dạ dạ. Dạ. Ô anh Nhân, dạ. Làm gì đó anh? Rồi coi bên này cột ấy nè. Biết buộc chưa? Không biết buộc, chỉ tiếp đậy này đậy kia thôi được. Chưa có học buộc hả? Giờ không ấy mình học buộc rồi làm lính với ba luôn. Được không? Dạ. Hồi đó giờ chưa từng làm hồ hả? Chưa. Đi giữ dịch không à? Phụ là trong hồ với nền kia được. À, chỉ biết yêu dịch thôi ha. Dạ. Chứ chưa đụng tới hồ hả? Đam mê nuôi dịch với nuôi gà. Không có đam mê. Cái này nó nặng quá. À, mình bị chấn thương ha anh hả? Yếu. Dạ, yếu một bên á. Nó là lâu lâu quá nó nhức một lần nó hành á. Dạ. Yeah. Còn đẩy đẩy đát với đẩy cát vô thì phụ được. À, đẩy xe gùa đó ha. Đẩy xe gùa ngang qua, và xe gùa bé không. đi thay guộc về 70 ngàn ấy, đẩy được mấy cái nó nổ bung. Nếu mà tay yếu mình đứng xúc đi cho hai đứa em đẩy. Sáng chứ em đứng xúc cho hai đứa em chân đẩy. Trơn mà đẩy hồi đẩy xuống ruộng luôn. Bây giờ đất khô rồi cũng được rồi, sáng thình xương nhớt à. À. Hôm qua ở Sóc Trăng không có mưa ở đây mưa ha? Hôm qua mưa quá trời mưa luôn. Hôm qua Sóc Trăng không có mưa. Mưa quá trời. À. Giờ mình lên cột với cái đà sắp hay một cỡ khoảng một tuần là có hình lên hình là thấy vui liền ha. Yeah. Rồi bữa nay có biết nấu món gì cho chú ba với thợ ăn không? Sáng em đi mua một con cá tra 2 kg. Ồ. Oh. Như mà bún chung nó canh chua phân nửa, kho phân nửa. À, bữa nay cho ăn này, canh chua cá kho ha. Cá đồng rồi. À. Không có đi à. Hôm mưa này không có đi ha. Không có đi. Ở có đi rồi đỡ tốn tiền anh ha. Rồi nghe mẹ anh nói là không chưa biết nấu cơm nữa hả? Cơm nấu rồi. Không, anh kìa anh chưa biết nấu cơm hả? Nấu cơm gì cũng chẩn à. Rồi chưa biết nấu đồ ăn nữa hả? Ăn cũng làm được, ăn mai cho con thì được, đa nấu con vô. Bây giờ có điện thoại nè, mình lên mình hỏi YouTube đó, nó chỉ mình nấu. Em tính hỏi Google. Em nấu thì được đó, mà ba cho con thì anh ăn hồi đó, trời ăn được chứ. Ờ, mình cứu mấy hiền thì dùng không được thôi. Đợi bữa nào thử nói chú ba ăn thử bữa. Sao hả chú ba? Dạ, chú ba nói nghỉ ăn luôn, ăn cơm tiệm. Đâu có, buổi chiều đó chú ba xin nghỉ một buổi thôi nha anh ơi, chú ba nghỉ một buổi. Tại vì không có ăn không được. Còn em nó ăn khi đó nó tăng nước không à. À. Canh nó không có ăn thịt thầy. Trứng thì dễ chiên hen. Dạ, trứng thì dễ chiên. Đây mình coi á, mình học là, ví dụ như mẹ có làm đó mình học để mà nấu cho hai đứa con mình ăn ha. Thì hồi đó em cũng đi làm bếp bên Kiên Giang cũng hết cũng năm mấy á. Vậy ha, làm bếp luôn ha. À, hồi đó là em nấu cơm không à. À. À 3 giờ sáng là em nấu tới 9 giờ sáng là được 8 bao, 1 bao 50 kg gạo á. Trời ơi. Nấu mình nấu hấp không à, không có nấu bằng điện mình vậy. À. Có cái xửng là hấp. À. Rồi giờ em thì nó lặt rau. À. Cũng làm hết năm mấy á. Yeah. Nấu cơm thì chắc nấu được.
À rồi đồ mình phụ rồi. Bếp vậy chứ nó cho nấu cơm không cho làm đồ ăn hả? Thì mỗi một người một theo một ý nhau á. À rồi mình không có cơm người thì bằng cá, người thì nấu canh chua. Mình không đi học lớp. Thì nó kêu em vô nấu cơm giờ nó chạy vô đó thì vô đó luôn, nấu 8 màu màu 50kg nấu rồi nấu lạnh luôn. Đi bắt nấu cơm không hả? Nấu rồi cho công nhân mình ăn ở đây rồi thêm đi bán Bến Tre nữa. À đi bán tùm lum chứ. Trời ơi, không cho vô nấu đồ ăn gì hết trơn vậy. Mà chung với cái nồi canh nó nấu với, nói chung mình ăn với con heo á. À. Cái nồi gì nè, có mấy cọng rau rồi nước không à. À bữa nào quẩn đi rồi, ví dụ như xong nhà hay là bữa nào cũng được, mình quẩn quẩn các em xuống em làm món ẩm thực. Để rồi chỉ anh làm luôn, được không? Được. Đó, chỉ sơ là biết rồi ha. Ví dụ như thêm nhiêu đường, nhiêu muối, nhiêu ngọt vậy đó. Mình nhớ cái đó là khẩu vị đó rồi, bắt đầu mình làm tới à. Khi nấu nồi canh bỏ nước mắm mà chết. canh mặn chứ không canh lẹ. Chua, nó vẫn chua mà nó mặn á. Chua vẫn chua mặn. Đó là canh chua mặn ha, chứ không phải canh chua. Chắc hỏi cần chấm ra nước mắm. À, vậy thôi, cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Hùng Cao. Cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và quý vị khán giả thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, luôn làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý của chú anh chị. Nhớ đăng ký theo dõi kênh Hùng Cao và chia sẻ cho Hùng Cao của chú anh chị ha. Dạ xin chào cô chú anh chị.